Chào mừng quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà Đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình một căn nhà một trệt một lầu đang hoàn thiện ha. Thì căn nhà này tọa lạc ở phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì nó nằm cặp với đường Nguyễn Văn Cừ, nó nằm cũng gần vị trí của bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện SS, bệnh viện ung bú sắp hoàn thành ha. Rồi các trường đại học Nam Cần Thơ, FPT thì bán kính trong vòng 1 km, thì chúng ta đầy đủ tiện ích. Thì từ vị trí nhà ra tới đường Nguyễn Văn Cừ, bệnh viện Nhi Đồng thì đâu đó tầm khoảng 400-500m là chúng ta sẽ tới vị trí đường Nguyễn Văn Cừ, đối diện hẻm đối diện bệnh viện Nhi Đồng ha. Thì căn nhà này đang xây, đang chuẩn bị hoàn thiện, thì chủ giao bán lại cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu ha. Thì đây là con đường chạy thẳng ra bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Cần Thơ. Thì đường trước nhà thì đường là 6m, đường bê tông 6m ha. Thì vòng vòng đây dân sinh sống rất là đông đúc. Căn nhà mình là một trệt một lầu thì cấp giấy phép xây dựng bản chính. Thì cửa thì bốn cánh, cửa nhôm kiến cường lực. Thì diện tích ở dưới đất này sẽ là một không gian phòng khách và một không gian bếp và nhà vệ sinh. Thì rất là rộng rãi thoải mái. Đây là thiết kế một căn nhà cũng khá là cầu kỳ và đẹp ha. Thì căn nhà này diện tích đất thì nó bề ngang là 5, bề dài là 8, xây dựng là một trệt một lầu. Thì ở đây dưới đây phòng khách dưới đây thì nó rất là rộng rãi luôn. Thì căn nhà của mình đang chuẩn bị hoàn thiện, thành ra còn vài bữa nữa là sẽ hoàn thiện xong hết trong căn nhà để bàn giao để cho chủ. Thì đây là kệ bếp âm tường cao cấp nha. Đi vô trong không gian phía trong kệ bếp thì kệ bếp như bếp gồm ở dưới và ở trên có đựng đồ rất là sang trọng. Thì kệ bếp này rất là cao cấp luôn. Thì trên trần thì cũng có những cái đèn trang trí rất đẹp. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu căn nhà để chuẩn bị đầu năm đón Tết thì đây là một căn nhà lý tưởng luôn. Thì dưới dạ cầu thang là thiết kế là một phòng tắm và vệ sinh ha. Đây là trong chỗ tầng dưới có nhà tắm vệ sinh dưới dạ cầu thang. Thì để quay vô trong cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo luôn. Đây, dán gạch lên rất là cao. Thì căn nhà này là của phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì chủ đã xây hoàn thiện hết. Thì bên phía đầu tư đang bàn giao. Thì mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham khảo ha. Vị trí ở phía trên lầu đây, cầu thang lan can thì gỗ cao cấp gắn kiến ha. Thì lên tới phần trên thì đi thẳng ra phía trước là một phòng ngủ rất là rộng rãi sang trọng ha. Thì có giường hộp đồ này kia, có một cái giường hộp rất đẹp luôn. Thì để quay hết căn phòng phía trên, ở phía trên đằng trước cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây, căn phòng phía trên đằng trước ha. Thì vòng vòng khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc, an ninh rất là tốt. Thì cửa tầng trên có cửa phòng thì cửa gỗ cao cấp. Ở phía trước có cửa, có hành lang phía trước. Thì cửa nhôm cũng gắn kiến cường lực cao cấp ha. Đây có là hàng bao phía trước nè ha. Thì cũng thiết kế rất là rộng rãi, thoải mái, sang trọng. Thì để quay lên trên lầu này, quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị mình xem.
Thì khu vực này thì nhìn đây nhìn thẳng ra đó là bệnh viện Nhi Đồng, chỗ cây cao cao đó là chỉ có mấy trăm mét thôi. Vòng vòng đây thì nhà cửa nhà lầu một trệt một lầu là nhiều đấy, vòng vòng đó đối diện nhà mình cũng là một trệt một lầu luôn ha. Đó, vòng vòng toàn là nhà một trệt một lầu là rất là nhiều luôn. Ở đây thì cất thì ai thích kiểu nào thì cất kiểu nấy, thành ra thoải mái, không có theo kiểu của một khu dân cư đưa ra. Thì để đi vô trong cho quý cô chú anh chị em xem lại hết trong căn phòng phía trước này. Đây là một cái tủ giường hộp có để quần áo rồi chổng được hết luôn ha. Đây ngăn ngăn ngăn. Còn trong đây là một cánh cửa tủ mở ra để treo quần áo ha. Thì căn nhà này đang quay về hướng Tây Nam. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu tìm căn nhà hướng Tây Nam, đây là một căn nhà lý tưởng luôn. Đây thì vừa hết phòng khách phòng ngủ phía trước thì chúng ta ra phía sau thì sẽ có một không gian toilet kế bên ha. Ở toilet thì mép ở ngoài nha, có lấy ánh sáng ngoài luôn. Rồi kế đó là một phòng ngủ phía sau, cũng là một thiết kế căn phòng là có một giường hộp. Cửa thì cửa gỗ cao cấp luôn nè ha. Đây trong căn phòng ngủ thứ hai. Thì nhà này thì dưới một thành gia đình mà hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là thoải mái. Đây là thiết kế của phòng thứ hai, cũng có giường hộp và tủ để đồ luôn ha. Trên trần đóng kiểu cọ rất đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị nào cần sở hữu căn nhà này thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040 để dẫn quý cô chú anh chị em mình đi xem. Thì mua bán thì thương lượng dưới phía bên chủ. Thì căn nhà này chủ đang rao bán với giá là 2 tỷ 550 triệu, có thương lượng nhẹ. Thì quý cô chú anh chị em nào có dự ý nhu cầu sở hữu thì đến mình coi và mua bán thì thương lượng với phía bên chủ ha. Đây thì mình sẽ đi qua dài xuống dưới lại. Không gian quay lại không gian ở trên lại cái nữa cho quý cô chú anh chị mình xem lại một cái nữa rồi sẽ đi xuống dưới để quay ở phía dưới lại ha. Thì đây mình đi dài xuống cầu thang, ở phía dưới cầu thang thì mình quay tổng quát ra. Thì lộ trước nhà là lộ 6 mét, ô tô về tới cửa nhà thoải mái ha. Thì căn nhà này một trệt một lầu, chủ đang rao bán với giá là 2 tỷ rưỡi 50 triệu, có thương lượng nhẹ. Đây thì không gian của phòng khách và phòng bếp, không gian bếp ha.